Thưa quý vị, và một trong những điều mà chúng ta cảm thấy rất là thích ở chương trình Người Đẹp Nhân Ái, đó là tên của mỗi dự án. Và bây giờ sẽ có một cái tên, đó là Cơm Hạnh Phúc. Và cùng chào đón sự xuất hiện của các thí sinh Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Khánh Ly, Hoàng Tú Quỳnh, Nguyễn Thị Trân Châu, Nguyễn Thị Minh Trang. Mời các bạn thí sinh về vị trí của mình ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với dự án Cơm Hạnh Phúc. Xin mời. Trong 2 ngày tiếp xúc với cô Mới Thu thì em cảm nhận được rất rõ từ cô là cô là một người có trái tim rất ấm áp. Lúc nào cô cũng nhiệt tình với chúng em và chỉ bảo chúng em từng chút một. Từ sự quan tâm của cô dành cho mọi người thì đã khiến em nhận ra rằng chỉ cần chúng ta có ý chí, có nghị lực thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta đều có thể làm những gì chúng ta muốn. Những người mà cô chăm sóc, giúp đỡ thì những bệnh nhân đấy không phải là ruột thịt của mình, không phải là người nhà thân thích, nhưng mà cô vẫn kiên trì chăm sóc. Thì em thấy việc này nó vô cùng là rất là ý nghĩa và cao cả. Ta đừng sống bên trời thơm ngát đẹp như giấc mơ. Thì xin mời ban bình luận sẽ có những chia sẻ. Tôi muốn mở đầu bằng một câu hỏi nhé. Trong cái quá trình xem cái lại những cái việc mình làm ấy, thì tôi thấy bạn Hoài Thương tự nhiên lại khóc, đặc biệt là cái phần phát biểu của chính bạn. Thì cái lý do tại sao bạn lại khóc? Sáng hôm đấy chúng em có được giao nhiệm vụ là đi phát cơm. Thì chúng em mang cơm để trao tới những người có thể là không có một bữa cơm đầy đủ. Thì em khóc, thì cảm xúc của em từ đấy cho tới khi hết hoạt động dự án thì em luôn ở trong cái tình trạng là cảm thấy mình quá may mắn. Tôi muốn hỏi chính bạn Trân Châu một cái là trong khi mà thực hiện cái dự án này ấy, thì cái cảm xúc của bạn, cái cảm xúc chính là cảm thấy thương xót hay là cảm thấy niềm vui khi mình được làm một việc tốt? Cái cảm xúc nào là chính? Dạ, cái cảm xúc đầu tiên mà trong lòng con dữ nhất đó là niềm vui. Con vui vì con thể giúp được những cái hoàn cảnh khó khăn, chỉ một cái hành động nhỏ của mình thôi, nhưng mà con nghĩ là cũng khiến mọi người trở nên hạnh phúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu nhân vật truyền cảm hứng trong dự án vừa rồi, đó là cô Mười Thu. Xin mời. Chào chị ạ, chào mừng chị đến với chương trình ạ. Dạ, đầu tiên con rất là cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cô thấy các bạn làm việc như thế nào cô? Thấy các cháu dù công việc không thành thạo nhưng mà các cháu vẫn đam mê, sẵn tay vào để làm những công việc bếp núc. Thì sau cái chương trình mà các cháu nấu thì các cháu có ngồi bên cạnh Mười Thu để tâm sự. Thì qua cái lời tâm sự Mười Thu mới nói là hiện tại giờ là Mười Thu có một cái ca bệnh là chị Lê Thị Bạch Dân. Thì lúc đó là trao đổi với các cháu thì các cháu mới là bàn với nhau là để chia sẻ với nhóm từ thiện Mười Thu cũng là chung tay để giúp cho chị Bạch Dân là 15 triệu. Thì khi mà sau ngày đó Mười Thu đã đến tới nơi để giao tiền cho chị Bạch Dân, chỉ cầm đồng tiền đó chỉ không. Chứ nói là cuộc đời đi bán vé số, chưa bao giờ cầm được 15 triệu. Đây lần đầu tiên trong đời chỉ được 15 triệu. Thì biết rằng là mình chỉ là người chung tay để gửi ý lên các cháu để gửi cho chị Bạch Dân. Nhưng mà mình rất là xúc động, cũng thay mặt chị cô Bạch Dân là cảm ơn các em rất là nhiều đã hỗ trợ để giúp cho chị một số tiền rất là to lớn đối với chị Bạch Dân. Và bây giờ thì sẽ có một phần quà, một món quà về mặt tinh thần thôi, dạ, dành cho cô Mười Thu cũng như là rất nhiều quý vị khán giả xem chương trình, đó là ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, sáng tác của Hứa Kim Tuyền với phần trình bày của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Nếu một mai tôi có bay lên trời, người ơi, tôi đã sống rất đánh đời. Nếu một mai tôi có đi qua đời, người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời.
Cảm ơn ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Và chúng ta đang thấy hình ảnh rất là xúc động là cô Mười Thu đang ôm hoa rất là hạnh phúc, và bên cạnh là năm thí sinh của dự án Cơm Hạnh Phúc. Và các bạn muốn nói lời cảm ơn với cô không? Em xin phép được thay mặt cho nhóm năm bọn em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô Mười Thu, cũng như là bếp ăn từ thiện Mười Thu đã cho chúng em một cái dự án cũng như là một cái trải nghiệm vô cùng mới mẻ trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Con chúc cô cùng với bếp từ thiện Mười Thu luôn thành công trong những dự án của mình, cũng như là mang được thật nhiều những cái bữa cơm và thật nhiều yêu thương đến cho tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn ạ. Với cô Mười Thu đây thì một ngày không còn dài đối với những người vất vả, bởi vì cô đã giúp cho người ta một, hai bữa ăn, cũng đã rút ngắn rất nhiều những cái sự âu lo. Thì cũng cho phép là Hoàng Nhật Nam cùng với vợ của mình sẽ gửi đến cho chị Bạch Vân trong nhóm của chị, cái chị mà có hoàn cảnh rất là bi đát đó, số tiền là 10 triệu đồng. Thì hy vọng là cũng sẽ giúp cho ngày không còn dài và âu lo ngắn lại. Cảm ơn những tình cảm của ban bình luận. Dạ, cảm ơn một lần nữa cô Mười Thu. Đó, quý vị thấy rồi đó, người giúp cho người khác, anh Hoàng Việt Nam nó chia sẻ giúp cho người khác mà cô Mười Thu cũng vui như là được giúp cho chính bản thân mình. Một lần nữa xin cảm ơn cô Mười Thu và nhóm thí sinh của dự án Cơm Hạnh Phúc. Cảm ơn các bạn.